ba câu chuyện cuộc sống tuy ngắn nhưng ý nghĩa vô cùng. Câu chuyện thứ nhất, những người mẹ. Bà lành ngồi bên hiên nhà, lấy chiếc nón quạt phẩy nhẹ lên gương mặt đầy mồ hôi. Tiếng thở dài não nề, lặng lẽ trôi trụ trong ánh chiều vàng vọt. Nghĩ đến ngày mai, khi người ta sẽ đưa xe đến, đón Khôi về nhà, lòng bà không thôi xót xa. Giờ này Khôi đang ngủ, nó nằm cong queo trên chiếc giường tre ợp ẹp. Hai mẹ con đã cùng nhau trải qua bao khó khăn để vượt qua quãng thời gian bão táp cuộc đời. Đến lúc này, nó cũng chưa hay biết việc nó sẽ về nhà cha mẹ trong nay mai. Vẫn vô tư, vẫn ăn thì ăn, ngủ thì ngủ và quậy phá lúc nào nó thấy bất an trong người. Bà lành cắn răng chịu đựng, riết rồi quen. Cũng chừng ấy năm bà dần cảm thấy có khôi trong cuộc đời, không hẳn là điều gì đó quá bất hạnh. Ít ra, nó cũng là nguồn động viên lớn lao trong ngôi nhà ba gian rộng thênh thang, không một người thân nào bên cạnh bà. Bà nhớ, cái hội đưa khôi về nhà, nó đỏ hỏn như củ khoai, ngón tay hoa hoa liên tục, phản ứng dữ dội mỗi khi có ai đó động vào người. Sư thầy trao cho bà khi khôi tròn tháng tuổi. Khi đó, chùa đông nghẹt những đứa trẻ mồ côi trụ trì thở dài mỗi khi nghĩ đến việc chăm lo cho các con tiền sữa tả biển, đồ ăn mỗi tháng kéo theo sinh hoạt phí của nico chú tiểu trong chùa cũng là gánh nặng cho thầy hồi đó cứ sáng sáng một sư cô đại diện mang thùng bánh ú ra đầu đường đứng bán kiếm thêm chút tiền lẻ về nuôi các con dần già rồi người ta biết đến chùa cũng có nhiều mạnh thường quân đến, cúng dường chư tăng. Có người thì nhận trẻ về nuôi, nên chùa đi vào hoạt động ổn định hơn. Khôi là một trong những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Khi nhận nó, sư thầy trụ trì cũng không biết nó bị bệnh thần kinh bẩm sinh. Mãi sau này, mỗi lần Khôi lên cơn co giật là phá đồ đạc. Bà lành lại là lặng lẽ chờ nó qua cơn, rồi đưa lên thầy, nghe pháp nghe kinh dần già rồi quen tháng nào bà cũng đưa khôi lên chùa học cách trấn an tinh thần cho cậu bằng giáo lý phật giáo nghe người ta đồn cha mẹ khôi chắc bị bệnh hoặc có dùng thuốc khi mang thai nên nó mới bị như vậy nhưng một người như bà lành duyên kiếp đưa đẩy số phận buộc phải gắn với cuộc đời nó thì thôi bà chấp nhận ngoài những lúc nó quậy phá ra thì bà cũng nhờ nó được những việc lạc vặt trong nhà. Quét sân, rửa bát, nấu cơm, khô làm được hết. Thậm chí đi học, nó cũng tiếp thu bài khá nhanh. Thầy giáo vô cùng tiếc nuối khi phải để nó ở nhà. Vì ngoài lúc quậy phá ở nhà, thỉnh thoảng nó cũng làm rần rần trên trường. Lũ bạn được thể xông lên đánh nó. Lần đầu tiên, bà lành thấy nó từ trường về nhà, máu mè bê bết. Bà đau đứt từng khúc ruột dù không phải là con mẹ sinh ra, bà cũng cư mang nó từ nhỏ. Làm sao bà không xót khi đứa con mình chăm bẩm hàng ngày bị lưu bạn treo chọc quá đáng. Khôi không nhận thức được điều đó, nó chỉ cười. Xước xác một chút thôi mà mẹ, con không có đau đâu. Bà lành ngồi lấy bông gạt nước oxy già rửa cho nó, vừa rửa vừa khóc. Vậy mà nó vẫn hền hệt cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, bà quyết định cho nó nghỉ học, cũng là bớt gánh nặng cho nhà trường và tìm phương án mới cho Khôi được an toàn. Mới hôm trước, bác Tâm, anh trai của bà Lành, ghé nhà. Bác bảo, em cũng tới tuổi rồi, nghĩ phương án mà giao thằng Khôi cho người ta nuôi đi, cứ như vậy hoài, em sống sao được. Nhưng mà tội cho thằng bé lắm, dù gì em cũng đã nuôi nó 14 năm rồi 14 năm nó gắn bố với em từng ngày Em xem nó là con ruột của mình rồi Em không nở Nhưng mà em có bệnh Vết thương chiến tranh Chất độc da cam trong người em kìa Em không lập gia đình là vì điều đó Bây giờ em còn gánh thêm hậu quả của nó nữa Hai anh em ngồi bàn bạc Có khi tiếng cắt của người anh trai Làm bà lạnh khó chịu bà sợ ảnh hưởng đến khôi sợ nó sẽ nghe được rồi tâm lý không ổn định mà sinh thêm chuyện cuối cùng bà chốt thôi kệ anh cứ để em lo cho nó tới đâu thì tới lúc nào sức em không lo nổi nữa em sẽ buông biết chẳng thể khuyên ngăn được em gái mặc dù im lặng không nói nữa nhưng hàng ngày người anh trai vẫn lặn lội ngược xuôi đi tìm cha mẹ đẻ của thằng khôi Ông nghĩ ít ra khi tìm được cha mẹ nó, người ta cũng có trách nhiệm lo cho cuộc sống của nó sau này. Về lâu về dài, nó còn lớn và trưởng thành nữa. 14 năm chịu đựng vất vả gian nan đối với người em gái của mình như vậy là đã đủ. Nhiều đêm ông trằn trọc nghĩ suy, ông nhớ như in hình ảnh người em gái trở về sau bao nhiêu năm làm thanh niên xung phong trên chiến trường miền Nam cô gái cao ráo xinh đẹp mái tóc dài đen mượt bây giờ chỉ còn là một người con gái bất trũng sâu vì sương gió bão đạn mái tóc đen lưu thưa đôi bàn tay gầy khẳng khiu anh nhìn cô em gái của mình trước mặt lòng đau quặn thắt chiến tranh chẳng chừa một ai nhất là những cô gái gửi tuổi xuân mình nơi chiến trường những gì họ mang về là những vết thương và đau đớn thể xác là con gái, họ cũng có những lặng thầm, điều khó nói mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Quyết định không lấy chồng của cô em gái chính là cô không muốn làm cuộc đời một ai đó khổ hơn vì mình. Khi nhận kết quả bị nhiễm chất độc da cam từ bệnh viện tuyến trung ương, ông đã thấy em gái mình ngồi thụp ngoài hành lang bệnh viện, khóc không thành tiếng. Ông đứng như trời trầm, người đàn ông lớn tuổi muốn ảo đến ôm em gái vào lòng an ủi nhưng đôi tay ấy cứ run run ông cứ đứng như thế nhìn em khóc khoảnh khắc ấy cứ in đậm trong đầu óc của ông đến giờ khi thời gian trôi qua 14 năm 14 năm ấy người em gái nhỏ bé cũng chưa hết khổ tưởng rằng nhận một đứa con nuôi để đỡ đần về già nhưng nó lại mất chứng bệnh quá đẳng nhiều khi ngồi bên vợ con chó chắc đầy đàn, ông lại thở dài. hay da, dạ, số kiếp cô lành khổ, biết bao giờ mới được hạnh phúc. Cũng vì nghĩ cho em nên ông quyết tâm đi tìm cha mẹ của Khôi, và biết kinh tức mệt mùng. Nhưng ông lại nghĩ, hàng năm đi tìm kiếm đồng đội, ông cùng bạn bè chia nhau ra các tỉnh, có thông tin gì là tới, thì bây giờ cũng làm theo cách đó cộng thêm việc vào chùa tâm sự giải bài hoàn cảnh ông cũng tinh ý né lúc em gái không biết để tìm gặp sư trụ trì thầy vui vẻ mang một số giấy tờ ở trong chiếc giỏ ngày xưa cha mẹ khôi để lại trong đó có giấy chứng sinh tên mẹ và bệnh viện khi thằng nhỏ chào đời lần lần ông cũng tìm ra khi đứng trước cửa ngôi nhà khang trang trọng lớn ông không khỏi run sợ Mở cửa nhà là một người phụ nữ trạc tuổi bà lành, gương mặt hiền hậu. Ông rón rén mở lời. Tôi hỏi, có khi không phải. Trước kia, chỉ có một đứa con, đã gửi ở chùa, nay nó tầm 14 tuổi. Người phụ nữ khựng lại mấy giây, rồi nước mắt lã chả rơi. Anh tìm đúng địa chỉ rồi, nhưng em không phải là người phụ nữ ấy. Cách đây 5 năm, chị nhà đã ra đi sau một tai nạn giao thông. Cũng chính là ngày chị ấy đi tìm đứa con thất lạc bao năm của mình. Do quá nôn nóng lại cố tình giấu chồng nên chị ấy tự lấy xe máy đi và... Em chỉ là người vợ thứ hai của anh ấy thôi à. Ông tập biến người. Thì ra đây là lý do mà mười mấy năm qua người ta không quay lại tìm đứa con thất lạc của mình. Ông tự tốn rồi anh nhà hiện nay đang làm gì liệu có ý định tìm thằng nhỏ về nuôi không dạ anh ấy là giám đốc một xưởng gỗ cũng hai bàn tay trắng làm nên từ gỗ hồi mới cưới em về anh ấy kể hết cho em nghe rồi cũng kể chuyện hai vợ chồng có một đứa con thất lạc vợ vì đi tìm con mà mất anh muốn trở lại ngôi chùa ấy tìm kiếm thằng bé nhưng một phần cũng sợ tâm lý em chưa ổn định đón nhận mọi thứ quá mới mẻ, đền mấy lần anh ấy còn lần lửa. Ông Tâm có chút cảm thông, ngồi lại một lúc trong ngôi nhà khang trang ấy, ông cũng kể về hoàn cảnh của cô em gái mình, về thằng Khôi, đứa trẻ ngốc nghếch bao năm em gái mình cư mang như thế. Nghe xong câu chuyện, người phụ nữ ôm mặt khóc rưng rức. Chị bảo, em cũng là thanh niên xung phong này anh, em không có con rung rủ thế nào gặp được anh nhà em rồi cứ thế thương nhau bên nhau chẳng cưới xin gì vì cảm thông cho hoàn cảnh anh ấy nên em về ở cùng với anh ấy luôn chị ấy mất cũng có một cháu nhỏ nữa năm nay đã 10 tuổi cháu nó đang đi học bây giờ biết tình hình cháu khôi rồi em sẽ về bàn bạc với chồng lên xin chị đón cháu về nuôi dù cháu có như thế nào thì nó cũng là con chồng em em hy vọng sẽ sống hòa hợp với nhau. Ngày khôi được cha mẹ đưa xe đến đó, bà lành đứng trong sân khóc như mưa. Nó cảm nhận được nỗi buồn đau của mẹ. Nó chạy ào đến, ôm chân bà không chịu rời đi. Hai mẹ con cứ thế bệnh trịnh. Cả hai bên gia đình làm tư tưởng suốt một ngày. Người vợ thứ hai nhìn bà lành đầy trìu mến. Cũng là kiếp phụ nữ với nhau trở về từ chiến tranh Em hiểu nỗi lòng của chị Nếu chị muốn cháu ở lại Em và anh ấy cũng không ngăn cản Chúng em hứa sẽ về thăm cháu thường xuyên Cho chị bớt lo toan Và phần nữa là tụi em phải chịu trách nhiệm Về lâu dài cho cháu Bà lành gật đầu đồng ý về là khôi được ở lại Ngôi nhà ba gian ấy hàng ngày lại tràn ngập tiếng cười, có khi là tiếng khóc, tiếng quậy phá của Khôi nhưng bà lành cũng yên tâm phần nào khi con trai mình đã có chốn đi về mỗi khi nó muốn. Câu chuyện thứ hai Bắt nạt Mất hơn một tháng trời mật phục, đã cũng tiếp cận được căn cứ của liên trồn. Nó lũ như trồn, nhanh như sóc, nó có thể nghe hàm răng sắc nhọn vào chúng tôi lúc nào không hay. Có lẽ trinh sát giỏi nhất, và kinh nghiệm nhất cũng không dễ tìm ra nó gã tự mỉm cười huyễn hoặc mình như phim hình sự chợ đêm tưởng nguy hiểm nhất mà lại là nơi an toàn nhất ở đây con bé học sinh cá biệt gớm ghê nhiều tư tưởng chống đối cho cả chục đứa con gái cùng lớp đang ẩn náu khoanh vùng được nó đã là một thành công lớn bởi biết bao thầy cô đến tìm hiểu phải bó tay thật lạ lùng con bé bài đủ trọ tinh quá trong lớp là đang giúp mẹ bán sạp hàng ở chợ đêm. Trong không khí đầy mùi khối bụi khắp nơi tỏa đến, liên trồn đang hỗn hển thái một củ su hào bằng dụng cụ kỳ lạ trên tay. Bà con mua đi, dụng cụ thái cắt gọt tổng hợp đến từ Đài Loan đây, đảm bảo chất lượng công nghệ tiên tiến nhất, bảo hành một đối một trong ba tháng. Mới nghe lời quảng cáo, gã đáp phì cười, chợ đêm chỉ là nơi tạm bợ, người bán có đăng ký, nhưng họ đi lúc nào thì ban quản lý cũng chỉ biết thế thôi. Bao giờ tìm thấy người bán để bắt đền? Nhất là thứ dụng cụ không tên không tuổi. Được cái huyền, em gái cái công, lén lút, dán nhãn trong căn phòng trọ tôi tìm thấy hôm trước. Tôi cố gắng chen vào hàng người đang háo hức, thử bộ dụng cụ đa năng. Kế mặt sát cái liên, giọng cố tỏ vẽ ra hình sự. Ú uh, à, liên trồn, bà đã bị bắt. Cái liên giật thoát, miệng lấp ba lấp bắp. Bà con xem đây, cái dụng cụ này cắt được cả kính. Mà trồn, chứ không phải chùn. Gã cười phá lên khi kể lại cuộc vây ráp hồi hộp chẳng kém gì phim cảnh sát hình sự cho tổ văn. Chẳng ai cười với gã. Năm thầy cô giáo ngồi trong phòng, người vợ giáo án sột soạt, người bấm chuột tanh tách. Ừ, cũng bình thường so với mấy đứa đầu tiêu khác nhỉ. Gã kết luận rồi xách má tính vào lớp. Lớp con có bạn nào cá biệt không? Gã hỏi mà không thèm nhìn thằng con trai. Có ạ, à, mà nó láo, con đấm vỡ mặt. Gã không tin vào tay mình. Thằng con gã đây sao? Nó trở nên hung hãn từ lúc nào? Nó cũng lớp 10 như cá liên, mà không. Đáng lẽ thằng công phải lớp 10 như con gã mới đúng. Gã lập cặp hỏi lại với giọng điệu e sợ. Mày gấu lên từ bao giờ thế? Thằng nhóc được thể càng hung hăng hơn. Bố quên mất, đóng tiền cho con học karate cả năm rồi sao? Thì ra vậy, thằng nhóc dũng cảm như thế là do gã. Gã sợ con bị bắt nạt nên đã âm thầm cho con đi học võ ở nhà thiếu nhi quận. Gã chỉ đưa nó tiền rồi để mặt nó đến đăng ký. Gã đâu biết người ta giải cái gì cho con. Nhưng bây giờ rõ rồi người ta không chỉ dạy võ mà còn dạy nó thứ khác. Thoáng cái, thằng Long con gã đã lớp 10. Không còn là đứa bé tí, cứ chiều chiều xin giả tiền, mua bim bim với bánh gấu. Không còn là đứa mừng rơn mỗi khi gã cầm về quyển sách mới tin. Cũng chẳng còn là đứa làm nũng, đòi gã dẫn đi ăn sáng. Đêm đến, trước khi đi ngủ, gã đều để 100 tiền ăn cho con. Nó muốn làm gì thì làm. Thế, hồ học cấp 3, bố có như con thế này không à giờ còn chất vấn cả bố nó cơ đấy gã im bặt không biết trả lời sao nó mà biết gã chỉ là đứa gầy nhẵn ốm yếu hàng sáng phải cúng năm nghìn cho các đại ca ở lớp ở trường thì chắc gã không còn mặt mũi nào nhìn con nữa gã lấy hết hơi trong phổi thốt ra thật to tao ấy à hồ học cấp 3 cả trường ai cũng phải nể nhé giờ tập trung học đi. Thằng bé thỏa mãn, nó cười rinh rít rồi cắm đầu vào quyển sách ra chiều sung sướng lắm. Đó, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Nó khỏe, bố cũng phải khỏe. Nó mạnh, bố chắc chắn mạnh. Tính chất bắt cầu trong vật lý không áp dụng được vào xã hội. Chân lý ấy gã biết, còn thằng Long chắc hẳn chẳng hề hay biết. Sao gã lại nói dối con? làm bố không nhất thiết phải luôn nói thật có những lời nói dối lại có ích cho trẻ con cụ thể việc người cha là thần tượng của con có tác dụng rất tích cực tới sự phát triển của trẻ tương lai của nó phụ thuộc vào hình tượng và sức ảnh hưởng của mình gã nghĩ vậy và yên tâm với câu trả lời như vậy căn phòng trọ chật hẹp nằm sâu trong ngõ gần chợ kim liên trong khu trọ sinh viên và lao động nghèo này tiếng gà kêu, chó sủa, rồi tiếng con gì không rõ, cứ in ỏi rợp trời mây. Nếu lợn kêu en é, chắc cũng chỉ đinh tai nhức óc thế này là cùng. Cả nhớ, hồi bé cũng sống với ông bà trong một khu tập thể tồi tàn, chẳng kém chỗ này, nhưng ít ra nó sạch sẽ hơn, trừ việc người dân nuôi lợn với gà ngay trong nhà. Mùi bọn chúng cứ sọc vào mũi, khiến gà rất khó ngủ, bà nội thường dỗ cháu bằng mùi chanh thơm dịu. Tối, gã được uống nước chanh, vị chua ngọt của chanh, rồi mùi hăng hắc của kem đánh răng ong đen làm gã dịu lại, chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Khi tiếng gà gái, gái o o rung động cả sân khu, gã choàng tỉnh dậy. Mầm cơm sáng đã dọn sẵn, chờ gã ăn rồi lao nhanh đến trường. Tiền ăn sáng ông cho, gã để dành để đóng cho đám đại ca. Hai cụ không hề hay biết, cứ tin tưởng cho con tiền quà hàng ngày. Nghĩ bụng nó không tiêu cũng để dành. Nhà gã thuộc loại khá giả, cán bộ chịu khó tăng gia, rồi buôn nọ bán kia cũng có ăn có để. Thằng nhóc ngày đó phải chịu sự sai bảo của một đại ca, đó là may mắn trời cho, bởi có đứa cùng lớp phải một cổ hai trồng. Hàng cây đứng bóng, tiết cuối kết thúc cũng là lúc cả bọn lục đục đóng tiền quỹ chung gọi là quỷ để qua mặt người lớn. Thực ra đại ca giữ hết. Hàng sáng, đại ca mua đồ ăn, quà vặt, chia cho cả bọn trong băng. Đứa nào thích thì cho nhiều, ghét thì cho ít hoặc là không cho. Gã dù là một trong những đứa đóng nhiều tiền nhất, nhưng lại được phần ít nhất bọn. Gã thắc mắc liền nhận ngay một đập đao điến bằng quyển toán dày cộm. Từ đó, gã miếm môi cam chịu, cố gắng đóng đầy đủ tiền quỷ còn ngay trước mắt gã bây giờ cái liên chồm đang liếm từng xấp tiền lẻ năm nghìn mười nghìn rồi hai mươi nghìn vương vãi như một gia tài vậy mà mặt con bé méo xẹo thấy gã cái liên vơ vội đám tiền cất vào túi mai em phải đi học nghe không hết thời gian đình chỉ rồi em không đi có sao không ạ à? không sao nếu em muốn bán hàng rong suốt đời à lỡ miệng chút thôi vậy mà mắt con bé lông lên sòng sọc, sọc. tay nó nắm chặt mồ hôi nó chảy thành giọt giữ tư thế đó trong một lúc nó rít từng tiếng qua kẻ răng em xin lỗi thầy biết cố nói gì thêm cũng vô ích tôi đành đi về sau khi cố vất vát thầy không có ý gì đâu mai nhớ đi học mày đụng vào tao bố tao giết giọng thằng long con gã oan oan thằng bé đang vỡ giọng do vậy thì tiếng khét hơi ồm ồm làm ba đứa học sinh vây quanh chột dạ. Một đứa túm lấy phai long hỏi, bố mày là ai thế? Thầy quân, mày thử làm gì đi rồi thầy xử mày. Trái với dự đoán của thằng Long, ba đứa kia cười hô hố. Tưởng gì, ông quân thì khó lo. Mày nói sao? Hôm nọ, tao triêu, ông quân còn xin tao. Nhìn lão run rẩy sợ sệt, buồn cười lắm. Chưa kịp nói hết câu, thằng bé đã ăn ngay một đấm vào giữa mặt ngã ngửa. Hai đứa kia chưa kịp phản ứng, thì thằng Long đã co chân quét vào sau khớp gối, làm ngã quỵ một đứa. Long định giơ tay dứt điểm, thì thằng còn lại dở giọng xin xỏ. Thôi, bọn tao đùa thôi, làm gì ghê thế? Ba đứa kia chuồn thẳng, để lại Long một mình suy nghĩ. Tối, Long hỏi bố với giọng ngờ vực. Bố nói thật đi, Hồi học sinh, bố có mạnh không? Ờ thì không mạnh lắm, nhưng ai cũng nể. Vậy đủ hiểu, con học bài đây, mà bạn Liên bị bắt nạt đấy bố ạ. À. Thế là hết. Thằng long đã biết bí mật của gã. Từ khi được chính thức đứng lớp, gã tự hào lắm phải được trao thứ quyền lực to lớn với lũ học sinh dưới kia đủ khiến chúng sợ. Mấy khóa trôi qua, gã dần quên những đứa học sinh khóa trước đã dạy lắm khi nhìn xuống lớp gã tưởng bọn bạn học đang nhìn lên với vẻ khinh bỉ rồi thằng đại ca nghe hàm răng súng một chiếc bắt gã đóng tiền quỷ làm thầy giáo gã không thoát khỏi nỗi ám ảnh thơ bé để giờ đây phải xấu hổ với cả con gã lại đến nhà cá liên vì nó vẫn nghỉ học thứ học sinh cá biệt bị đình chỉ hết thời gian thì cũng phải cố bà đến lớp ý nghĩ đó chợt thoáng qua trong đầu rồi nhanh chóng biến mất con bé dù tỏ thái độ nhưng cuối cùng nó vẫn nghe lời thầy giáo nó chỉ có điều gì khó nói mà thôi đóng tiền lẻ căn phòng cái ly nắm chặt trong tay đó là tiền bán từng món hàng ở sạp gã cũng từng bán hàng cho bà nên biết rõ điều đó kêu gào khản cả cổ nhưng người ta không mua thì coi như chẳng được gì những đồng tiền đó chắc chắn gã không muốn đưa cho ai chắc chiêu rồi biến mất một nỗi xấu hổ tột cùng gã gọi thằng long hai người đi đến chợ đêm vẫn gian hàng bán đồ gia dụng cái liền nói liếng thoáng cắt gọt rau củ nhanh thoang thất nó vẫn làm công việc thường ngày hôm qua thằng long nói cái liên đang bị bắt nạt bố phải giúp bạn liên chắc còn không biết chuyện bố đứa đang bắt nạt bạn là người rất có thế lực đâu Thằng Long ngước mắt nhìn tôi ngạc nhiên Rồi yên lặng không nói gì Có khi nó cũng phần nào hiểu được Thế giới của người lớn không giống với trẻ con Nó chỉ biết đến bên an ủi cái liên Và hứa sẽ bảo vệ cho bạn Còn với tôi Lần đầu tiên thằng con làm hành động giơ ngón tay cái lên Rồi chờ bố đập tay với mình Hình như bọn trẻ hay làm thân kiểu đó Câu chuyện thứ ba Thầy dạy văn đó là một người đàn ông 30 tuổi, khuôn mặt sáng, giọng nói ấm, dễ gần, tuy dáng thầy hơi gầy. Mỗi khi lên bục giảng hay đi lại trong lớp, thầy thường lên lớp chân phải, và mỗi bước chân của thầy đều phát ra âm thanh lọc cọc. Nói thật, bọn học trò chúng tôi cả nam lẫn nữ đều cảm thấy rất ái ngại. Học sinh hoạt lớp buổi đầu tiên, cái hiện lớp trưởng thay mặt cả lớp đứng lên phát biểu, nó đảo mắt nhìn khắp các bạn rồi hướng về phía thầy ngọc nói rành rẽ thưa thầy chúng em xin được đề nghị với thầy là từ giờ thầy không phải đi lại trong lớp nữa thầy đi lại bằng chân giả như thế rất mệt chúng em đề nghị thầy ngồi ở ghế giảng bài thôi ạ à. cái hiện vừa dứt lời thì cả lớp đồng loạt vỗ tay tán thưởng thầy ngọc hơi sững người vì lời đề nghị quá bất ngờ thầy dai dai sống mũi mấy cái rồi nói thầy cảm ơn các em nhưng làm thầy mà chỉ ngồi một chỗ thì khác nào bảo thầy là cái mái nói. Giảng bài kiểu ấy, nó làm thầy trò chúng mình xa cách. Thầy muốn khi giảng bài, thầy đến bên cạnh các em, truyền hứng thú cho các em. Và thầy Ngọc dừng lại mấy giây, chính thầy cũng nhận lại từ các em sự hứng thú ấy. Dạo đó đã sang mùa đông năm 1972. Tuy trường chúng tôi không phải cho học sinh nghỉ học nhưng các lớp học phải phân tán vào các thôn xóm quanh trường, chứ không được tập trung ở trường chính nằm cạnh đường năm. Giờ ra chơi, chúng tôi cũng không được chạy nhảy lung tung, vẫn ngồi lại trong lớp. Hay quá lắm là lanh quanh bên mấy gốc cây phi lao trồng thành giải ngay trước cửa lớp. Thành ra, thầy với trò lại có dịp nói chuyện với nhau được nhiều hơn. Thầy Ngọc là chủ nhiệm, nên những giờ thầy không lên lớp hay không phải đi dạy ở lớp khác, thì thầy đến xem chúng tôi học hành. Thầy bảo, không khí so nổi là động lực cho việc học. Các em hiện thời có thiệt thòi là ít có được không khí ấy. Nhà thầy Ngọc ở Thông Yên, ngay cạnh trường cấp 3 của chúng tôi, cái hiện lớp trưởng một hôm thầm thì nói, vì thầy là thương binh nên mới được ưu tiên đấy. Tôi bộp chợp hỏi lại nó, mày bảo thầy Ngọc được ưu tiên cái gì? Tức thì cái hiền vẫy vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi tụm lại nó nói thầm thì hơn ưu tiên khi ra trường sư phạm được về dạy ở trường gần nhà chứ sao rồi cái hiền lại thầm thì nhỏ hơn người khác hả ra trường ít nhất phải vài ba năm đi dạy ở vùng cao nhờ vả chán chơi mới mai ra được về trường nhà nghe cái hiền nói thế tôi không chịu thì thầy đã đi bộ đội đánh nhau trong nam là thương binh nên thầy được ưu tiên là đúng rồi. Thắc mắc gì? Nói xong tôi chợt nhớ ra nên phổ nói tiếp. Đã gọi là ưu tiên, sao cấp trên không ưu tiên cho thầy Ngọc về dạy ở trường nào có nhiều cô giáo trẻ ấy? Trường mình toàn là các cô đã có chồng. Chắc là chưa hiểu ý của tôi nên cả bọn nhau lên. Mày nói thế nghĩa là sao? Tôi trả lời, thầy Ngọc đã 30 tuổi rồi mà thầy đã có vợ đâu, bây giờ cả bọn mới ớ ra ừ nhỉ là cái hiện lớp trưởng sau mấy phút im lặng nó bảo hay là chúng mình làm mối cho thầy ngọc nhé nó nhìn như xoáy vào mặt từng đứa ý chừng như xem thái độ chúng nó có đồng tình không tao xung phong trước tìm người để giới thiệu cho thầy nhưng chúng mày cũng phải nghĩ đấy ví dụ như chị gái này cô hay gì trong họ này nhớ phải là xinh và phải đảm đấy người đã mới đỡ đần thầy được thầy ngọc tuy đi lại không dễ dàng nhưng thầy lại vô cùng vui tính dạy môn văn nên thầy nhớ rất nhiều bài thơ bài văn kể cả những bài không có trong sách giáo khoa thêm nữa thầy thuộc kiều lào lào thuộc đến nỗi có lần bọn chúng tôi lấy trộm quyển kiều của thầy thật ra chỉ có mỗi thầy là có quyển kiều còn học sinh chúng tôi chỉ được học những trích đoạn trong sách giáo khoa chúng tôi giấu đi và thử thầy bằng cách đọc một khổ nào đó bất kỳ và đề nghị thầy đọc tiếp. thầy Ngọc chừng biết tổng cái trò của chúng tôi nhưng thầy giả vờ vò vò mái tóc rồi mới đọc. thầy đọc trôi chảy khiến chúng tôi phục sắc tức. thầy Ngọc bảo thầy có thuộc thì thầy mới dạy các em được chứ. hơn nữa thầy nháy nháy mắt. Hễ đã là người việt thì nên thuộc truyện kiều. đó là trác tuyệt là niềm tự hào của người Việt chúng ta. Tôi nhớ hôm đầu tiên thầy Ngọc lên lớp dạy về truyện Kiều. Biết tiếng thầy giảng Kiều rất thu hút nên bọn con trai chúng tôi hôm ấy ngoan hẳn. Chúng tôi ngồi chờ đợi bài giảng. Thầy Ngọc vẫn như mọi khi, thầy lên lớp chân phải đi từ trên xuống đến giữa lớp. Thầy đứng lại nhìn chúng tôi đang chờ đợi. Thầy mở đầu bài giảng bằng câu chuyện kể về bà mẹ của Nguyễn Du thầy kể rằng năm đó cô Trần Thị Tần mới tuổi tròn trăng. Một tối cô dạo chơi trong vườn phủ tể tướng Nguyễn Nghiễm. Chẳng là cha của cô Tần là ông Trần Ôm làm chân kế toán trong phủ nên cô đón con gái của mình từ quê nhà lên chơi trên kinh thành Thăng Long. Tối ấy cô Tần một mình tha thẩn ra vườn xem hoa. Cô vừa xem hoa vừa khe khẽ hát mấy câu quan họ giọng hát của cô tuy nhỏ thôi nhưng cũng đủ lọt vào thư phòng của quan tể tướng đường lúc trăng lên tỏa sáng khắp vườn lại xa xa câu hát tình quê nên tể tướng nguyễn nghiễm buông sách bước ra vườn ngài đã gặp cô thôn nữ ngây thơ trần thị tần hai người đã trò chuyện khá vui vẻ điều lý thú là cô tần chẳng có chút sợ hãi trước vị đại quan mà cô còn nói chuyện rất thẳng thắn cảm phục cô gái trẻ thông minh và chân thật nên quan tệ tướng đem lòng ngẩn ngơ và sau đó ít năm quan tệ tướng nguyễn Nghiễm bỏ qua thân phận chủ tớ mà cưới người con gái của phiên kế toán của mình làm vợ thứ ba thầy ngọc kể đến đó thì dừng lại mấy gì sao thầy nói tiếp và cô trần thị tần đã sinh cho quan tệ tướng không cô đã sinh ra cho nước việt một bậc kỳ tài đó là đại thi hào nguyễn du và trang quốc sắc sau này, khi có dịp thầy trò ngồi chơi vui vẻ với nhau, thầy Ngọc bảo Dạy một bài thơ hay một bài văn thì việc đầu tiên của người thầy là phải tìm hiểu về tác giả. Có hiểu kỹ, hiểu đúng về tác giả mới hiểu đầy đủ được tác phẩm của họ. Thầy sợ nhất là có những người thầy cứ ra rã nói mà thực tình chẳng hiểu gì cả. Lối giảng bài kiểu ấy là giảng bài hời hợp giảng cho xong. Giảng như thế, học trò không hứng thú, mà đã không hứng thú thì làm sao nắm được bài. Nghe thầy nói thế, chúng tôi khi ấy chưa hiểu lắm, nhưng cũng hỏi lại. Sao thầy lại biết chuyện ấy? Chuyện về người mẹ của Nguyễn Du ấy à? Thầy Ngọc cười. Họ thầy đi thực tập ở trường cấp 3, từ Sơn bên Hà Bắc. Nghe mọi người nói là quê mẹ Nguyễn Du ở gần đấy nên thầy tìm đến hỏi ra mới hay thêm rằng trong tác phẩm truyện kiều có những đoạn những câu nghe phản phất câu quan họ như câu này chẳng hạn ngọn đèn khi tỏ khi mờ khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu hay khi tự gói khi cúi đầu khi vò chính khúc khi trao đôi mày thì ra nguyễn du đã vận dụng thành công lời ca quan họ vào truyện kiều một cách tự thân bởi Ông có một người mẹ là gái Quan họ và bà đã hát ru ông bằng những câu Quan họ quê nhà. Hết năm lớp 8 rồi sắp qua học kỳ 1 của lớp 9, vậy mà âm mưu mai mối của chúng tôi vẫn chưa thực hiện được. Tôi sốt ruột quá bèn hỏi bọn chúng nó, thì ra đúng là còn trẻ con thật. Sau cái hôm thống nhất sẽ tìm người để giới thiệu cho thầy Ngọc ấy thì bọn chúng nó quên tiệt, chẳng đứa nào nhớ cả, chỉ trừ mỗi tôi mà tôi nghĩ mãi cũng chưa tìm được ai. Mang tiếng là tôi với thầy Ngọc là người cùng xã, nhưng năm thầy đi bộ đội, tôi mới lên năm sáu tuổi. Rồi thầy từ trại ăn dưỡng thương binh xong là khoác ba lô về thẳng trường đại học sư phạm. Tóm lại, tôi chỉ biết có vậy. Hơn nữa, thầy là thầy giáo dạy mình, nên tôi cũng ngại, chẳng dám trò chuyện, hay ít nhất là đi qua nhà thầy. Nên dù có nhiều ý kiến, nhưng cũng không dám để mắt tới cô nào trong làng Để giới thiệu cho thầy Sáng nay Lớp tôi có giờ sử Cả lớp ngồi chờ hơn 5 phút Vẫn chưa thấy cô Nguyên dạy sử tới Cả lớp bắt đầu ngọ ngậy Thì thầy Ngọc tới Thầy bảo Con cô Nguyên bị đau bụng Phải đưa đi bệnh viện huyện Thầy sẽ dạy thay Bọn tôi hơi ngạc nhiên Vì thầy đâu có dạy sử mà dạy thay Thầy Ngọc không nói thêm thầy cũng như mọi khi đi đi lại lại trong lớp tiếng bước chân lọc cọc mệt mỏi thầy nói các em biết không trong văn có sử và ngược lại trong sử có văn bài giảng hôm nay thầy sẽ nói với các em về chuyện đó thầy nói xong thì dừng lại nhìn bao quát khắp cả lớp rồi thầy mỉm cười các em vẫn nhớ chuyện kiều đấy chứ tức thì cả lớp cùng vui vẻ thầy giảng kiều đi ạ à. Thầy Ngọc gật đầu Thầy đi đi lại lại trong lớp Bài giảng trước Thầy đã nói với các em Là Nguyễn Du sinh năm 1766 Và mất năm 1820 Các em còn nhớ chứ Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau Chẳng đứa nào phát biểu rằng Là nhớ hay không nhớ Thầy Ngọc mỉm cười kiểu an ủi Nhưng chắc cô Nguyên đã dạy Quảng thời gian thế kỷ 18 Đầu thế kỷ 19 lịch sử nước ta có nhiều biến động chúng tôi nghe đến đây thì điều đồng thanh đáp vâng ạ à. thầy ngọc đã lên tới bục giảng thầy lên lớp nhấc chân lên thầy đứng nhìn xuống lớp nói tiếp nguyễn du đã sống và đã chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai tập đoàn trịnh ở đàng ngoài và nguyễn ở đàng trong thầy ngọc ngừng lời thầy đi đi lại lại đầu hơi cúi cuối, cuối tự như thầy đang nghĩ về một điều gì đó Lát sau thầy Ngọc ngẩng đầu lên Nhìn thẳng vào bọn học trò chúng tôi Đang ngơ ngơ Vì chưa hiểu sao thầy lại dừng lời không nói nữa Thầy nói tiếp Các em biết không Trịnh Nguyễn phân tranh Tức là nhân dân ta Tuy cùng là người Việt với nhau Nhưng lại chia thành hai phe Ác nổi hai phe ấy Là đánh nhau dữ dội Đó là cuộc chiến tương tàn Nồi da nấu thịt Tất cả chỉ vì một cá nhân Hay rộng hơn là một phe nhóm chỉ vì lợi ích và tham vọng quyền lực mà đẩy người dân cùng chung giống nội vào ly loạn. Thầy Ngọc nói đến đây thì dừng lại. Nhìn nét mặt thầy và nghe giọng nói của thầy, tôi đoán có lẽ thầy đang xúc động. Thật tình lúc đó, tất cả bọn tôi đều chẳng đứa nào hiểu được ý của thầy cả. Cả lớp lại ngơ ngơ há hốc mồm chờ thầy nói tiếp. Thầy Ngọc lắc đầu nhẹ một cái. Chắc thầy đã tỉnh thầy nói tiếp. Thêm nữa, ở đằng ngoài thì việc các cứu trịnh lấn át quyền lực vua lê, các tập đoàn phe phái tranh hùng xưng bá làm xáo trộn xã hội, nhiều người lâm vào cảnh làm than oan trái. Bất chợt, thầy Ngọc cao hứng trở lại, thầy nói to hơn. Chính vì thế mà Nguyễn Du đã phải thốt lên. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng các em thấy đấy bằng con mắt nhìn đầy tính hiện thực và bằng trái tim đau nỗi đau của dân chúng nguyễn du đã nêu ra những thối xấu thối sa đọa của những người mà bây giờ chúng ta gọi là quan chức ấy ông đã ghi lại sự bất công trong xã hội bất công tới mức trầm trọng như những câu có ba trăm lạng việc này mới xong hay sạch sành xanh viết cho đầy túi tham nhân dân cùng khổ đến tận cùng của nỗi khổ nhưng họ chỉ phận đành chi dám kêu oan đào huyên quẹn má liễu tan tác mày và rất nhiều lần trong truyện kiều nguyễn du phải nhắc tới chữ oan như tiếng oan dậy đức án ngờ lòa mây hay oan này còn một kêu trời nhân xa và tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên vậy đấy Sáng tác của Nguyễn Du là tiếng vọng của thời đại ông đã sống, phải chúng ta thấy chính thời đại đã ủy nhiệm cho Nguyễn Du thực hiện sứ mệnh, phải nói lên bằng những giá trị nghệ thuật đặc sắc những vấn đề cốt thiết của quyền sống con người. Hết giờ học, nhưng chúng tôi vẫn còn nán lại ngồi trong lớp, tuy chưa hiểu kỹ được ý tứ trong bài giảng của thầy Ngọc, nhưng dư âm của bài giảng dường như còn đâu đây, khiến bọn con gái có đứa mắt đỏ hoe. Tôi lên tiếng Tăng bộ không khí trầm u ấy Tôi hỏi các hiện lớp trưởng Thế chúng mày đã tìm được ai Để giới thiệu cho thầy Ngọc chưa Mấy đứa con gái Miệng kêu a á Rồi liến thắng mồm xí xòa nhận lỗi Các hiện nói Tao tìm được người đúng ý bọn mình rồi Chúng mày nhớ chị Hòa Con bắt Mai ở làng Nhân không Chị ấy xinh này Chị ấy đảm này Và quan trọng là chị ấy mới học trường nhạc ra Tao nghĩ rồi chúng mày ạ, à, thầy Ngọc yêu văn học nên rất hợp với chị ấy. Mặt nói chợt thủn ra, nhưng chẳng biết chị ấy có đồng ý không? Với lại làm cách nào để thầy Ngọc và chị ấy gặp nhau tìm hiểu bây giờ? Bọn chúng tôi nhao lên ồn ào, đứa nào cũng đưa ra cách của mình để thầy Ngọc và chị Hòa gặp nhau. Không khí so nổi hẳn lên. Đúng lúc ấy, thầy Ngọc quay lại lớp. Thầy quay lại hỏi chúng tôi về tờ báo tường của lớp triển khai đến đâu rồi. Thấy thầy Ngọc đến, tất cả chúng tôi đều giật mình vì ngỡ thầy đã nghe thấy hết chuyện bàn ban nãy. Thấy vậy, thầy Ngọc bèn hỏi. Các cô cậu vừa nãy sôi so nổi lắm mà, sao giờ im lặng thế? Tôi láo táo nói luôn. Thưa thầy, chúng em bàn làm mối cho thầy ạ. À? Thầy Ngọc phì cười, thầy bảo. Việc của các em là học, còn việc kia thì thầy cộc im lặng mấy giây. Thầy có suy nghĩ của thầy. Cả bọn như được thả lỏng cùng ồ lên. Nhưng thầy phải xong việc ấy trước khi bọn chúng em ra trường đấy, để chúng em còn đi dự cứu thầy chứ. Tôi còn nhớ quảng cuối năm 1974, khi ấy không khí hào hứng từ chiến trường miền Nam đưa về làm bọn con trai chúng tôi hăng lắm. Giờ ra chơi chỉ toàn nói chuyện, nếu không đi bộ đội bây giờ thì sau này ống bơ cũng không có mà nhặt thầy ngọc biết chuyện bọn chúng tôi bỏ bơi học hành để ngông ngóng chờ ngày được đi bộ đội thầy đến ngồi chơi với chúng tôi thầy bảo các em còn nhớ bài sử thầy giảng hôm nào không chúng tôi ớ ra vì chẳng thằng nào nhớ cả thầy ngọc làm bộ không hài lòng bằng cách lắc lắc đầu rồi thầy bảo giải phóng miền nam thống nhất đất nước là mục tiêu chính nghĩa của chúng ta Thầy hơi ngập ngừng một chút Mong sao không còn chiến tranh nữa Thầy Ngọc dừng lại ở đó Thầy ra hiệu cho chúng tôi ngồi lại sát bên thầy hơn Thầy bảo Đánh trận cũng giống như là một bài tập Không tìm hiểu kỹ, hiểu đủ về bài tập Thì không làm được bài Đánh trận cũng thế Chỉ hăng hái thôi chưa đủ Phải tìm hiểu kỹ trước khi vào trận Ví dụ như Bọn địch có bao nhiêu quân Vũ khí thế nào Và bố trí ra sao nắm chắc rồi mới đánh. Nắm chưa chắc thì đừng nên đánh. Các em làm bài mà chưa chắc bài thì đừng có viết vội. Cứ từ từ tìm hiểu cho thật chắc rồi hẳn viết. Thầy Ngọc nói xong, nhìn chúng tôi đang cúi đầu biết lỗi, thầy nói tiếp. Các em đang là học trò thì việc học bài cho tốt là nhiệm vụ hàng đầu. Khi nào đủ tuổi thì đi bộ đội, giờ phải học đá. Tôi vội nếu ta thầy hỏi tò mò thầy ơi hồi ở bộ đội chắc thầy phải là chỉ huy to lắm thầy ngọc đã đứng lên định đi nghe tôi nói vậy thì ngồi xuống thầy vừa cười vừa nói vui vui ở bộ đội thầy chỉ lên tới chức nhỏ đích thôi tôi hỏi lại là thế nào hả thầy thầy giỏi thế kia mà thầy ngọc vẫn cười vui tức là thầy mới chỉ là thượng sĩ thôi thượng sĩ đại đội phó các em biết không? Đại đội phó là người phụ trách hậu cần cho đại đội. Cánh lính gọi vui là nhỏ đích, tức là chuyên lo ăn uống cho đơn vị. Thầy Ngọc đưa mắt nhìn ra xa. Việc nào cũng quan trọng, đối bụng thì đánh đấm làm sao được. Cũng như các em vậy thôi, học không chăm chỉ thì làm sao tiến bộ được. Đến đầu năm 1975, chúng tôi đi bộ đội. Buổi sáng hôm sau, chúng tôi từ chỗ tập trung của huyện chính thức hành quân về đơn vị. Thầy Ngọc đã xin nghỉ dạy để đưa tiện chúng tôi. Thầy dắt xe đạp, đi bộ, chân phải thầy lên lết bên cạnh hàng lính quần áo mới toe. Tôi ái ngại quá, lại lo thầy không đủ sức đi nên nói. Chúng em cảm ơn thầy, thầy đến tiện chúng em là được rồi, thầy dừng lại nghỉ đi cho đỡ đau chân. Thầy Ngọc cố nở nụ cười thật vui Thầy lo các em chưa quen hành quân bộ. Thầy á, thầy quen rồi, không có gì đâu. Nói rồi, thầy Ngọc vẫn dắt xe đạp đi cùng chúng tôi thêm chặn dài nữa. Cho đến khi có cán bộ chỉ huy đơn vị đến bên thầy nói mấy câu gì đó, thì thầy Ngọc mới chịu dừng lại. Thầy dựng xe bên đường đứng trong theo chúng tôi cho đến khi xa hẳn thì thầy bớt quay về trường. Bên tai tôi còn văn vẳng câu thầy Ngọc dặn dò. Các em nhớ, giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Có khỏe mới đánh thắng địch được. Nhớ tranh thủ lúc rỗi đem bài ra ôm đấy. Chiến thắng về học tiếp đấy. Chuyện về thầy Ngọc còn nhiều và tôi cũng định dừng lại ở đây. Nhưng có một chuyện tôi muốn kể thêm. Một hôm tôi nhận được thư của các hiện lớp trưởng. Trong thư nó viết. Thầy Ngọc bảo chúng tao thường xuyên viết thư động viên bọn mày. Thầy khỏe nhưng vừa rồi thầy bị kiểm điểm. Nghe cái hiện nói vậy, tôi thấy hoảng, vội viết thư, về hỏi cho kỹ. Cái hiện cũng viết thư hồi âm, nó cho biết, thầy Ngọc bị kiểm điểm vì chuyện thầy với cô Nguyên giả sử ấy. Cái hiện nói rằng, thầy Ngọc thấy cô Nguyên giả sử vất vả nuôi con nhỏ, chồng cô Nguyên hy sinh ở chiến trường. Thầy Ngọc hàng ngày sang giúp cô Nguyên xách nước, khổ, chân thầy cứ lên lết như vậy mà thầy vẫn đi xách từng xô nước giúp cô Nguyên có trưa nắng gắt thầy đi xách nước vừa về tới cửa thì hoa mắt chói với chực ngã cô nguyên vội dìu thầy vào trong nhà cô đỡ thầy nằm xuống giường nghỉ cho tỉnh đúng lúc ấy thì thầy vị hiệu phó đi đến thầy vị chẳng cần hỏi rõ thực hư đã gọi người đến lập biên bản rồi còn bắt thầy ngọc và cô nguyên viết kiểm điểm chuyện hai người thiếu lành mạnh nghe mà thấy buồn tôi bận thần suốt cả tuần bận thần cứ đến tận năm sau khi mà lớp 10A của chúng tôi Đã ra trường được một năm Và cho đến khi Cái hiện viết thư Gửi lên đơn vị tôi mới ngồi ngoài Trong thư Cái hiện khoe ngay từ đầu Thầy Ngọc và cô Nguyên vừa tổ chức đám cưới xong Cưới ngay tại trường Rất vui và đông người dữ lắm Lớp 8A À quên lớp 10A chúng mình Có 41 đứa Trừ 15 thằng chúng mày đi bộ đội là vắng còn lại 26 đứa bọn tao đều về lại trường chung vui với thầy cô Thầy Ngọc với cô Nguyên nhắc chúng tao Các em hãy quý mến, hãy thương yêu nhau